Hot girl trứng tráng Trần Thanh Tâm sổ tiếng Anh, Titizen liền đặt biệt danh Alpha bản Việt. Hot girl trứng tráng Trần Thanh Tâm là một trong những cái tên được nhắc đến những ngày gần đây sau khi cô thông báo chuẩn bị đại diện Việt Nam dự thi đấu trường sắc đẹp quốc tế. Theo đó, dù không tiết lộ chính xác cuộc thi đó là gì, nhưng thông tin này cũng khiến netizen không ngừng tranh cãi. Người đồng tình, người lại lên tiếng phản đối khi cho rằng Thanh Tâm không phù hợp với các cuộc thi sắc đẹp khi ngoại hình còn nhiều hạn chế, kỹ năng chưa có điểm nổi bật. Hơn nữa, mới đây Thanh Tâm còn bị đào lại phát ngôn về trình độ tiếng Anh. Cụ thể, khi được hỏi chị có biết tiếng Anh không, Thanh Tâm nhanh chóng trả lời Yes, I know. Đây được xem là câu trả lời chuẩn Google dịch nhưng sai hoàn toàn về cấu trúc ngữ pháp. Do đó, nhiều fan lo sợ Thanh Tâm sẽ trở thành Alpha Waraha phiên bản Việt. Alpha Waraha trở thành Á hậu 1 cuộc thi Miss Grand International 2022, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra tối 25 tháng 10 tại Indonesia. Sau khi kết thúc cuộc thi, cô bị dân tình công kích trình độ tiếng Anh hạn chế khi trả lời câu hỏi ứng xử. Lý giải về phần thi ứng xử không được hoàn hảo của mình, người đẹp thừa nhận bản thân không giỏi tiếng Anh. Với vốn tự vựng tiếng Anh hạn hẹp nên cô đã có màn ứng xử không được suôn sẻ như mong muốn. Tôi là người không giỏi tiếng Anh nhưng tôi đã tập luyện, cố gắng và không ngại nói. Lỗi giao tiếp dạy cho tôi biết cần phải học để tốt lên. Sử dụng ngoại ngữ không phải là điều gì đáng xấu hổ. Trong phần ứng xử của top 5 người đẹp Indonesia sử dụng phiên dịch, 4 cô gái còn lại đều nói tiếng Anh. Đại diện Thái Lan Alpha Waraha mắc lỗi khi dùng sai từ. Cô muốn biểu đạt thông điệp lan tỏa tình yêu và hòa bình, song với vốn tiếng Anh không tốt, câu trả lời của Alpha bị hiểu sang ý nhạy cảm. Chính vì vậy, khi Alpha vượt qua thí sinh Cộng hòa Séc và Venezuela để giành giải Á hậu 1, một bộ phận khán giả cho rằng chưa thuyết phục. Trở lại với Trần Thanh Tâm, cô nàng từng tham gia Hoa hậu Thể thao Việt Nam nhưng chỉ dừng lại ở top 30. Gần đây, nữ TikToker gây tranh cãi về phát ngôn được cho là bênh vực ông Nawaz. Tuy nhiên sau đó, Trần Thanh Tâm liền lên tiếng đính chính. Đó chỉ là một câu hỏi phỏng vấn ngẫu nhiên trong sự kiện. Nếu có theo dõi, bạn sẽ thấy tất cả các nghệ sĩ KOL tham gia đều sẽ nhận được những câu hỏi tương tự. Lúc trả lời, Tâm có trích dẫn những câu nói của dì Dung, bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam về câu chuyện miệt thị ngoại hình thiên ân của ông Nawaz. Sau đó, câu trả lời của Tâm bị cắt ghép, thiếu thông tin khiến Tâm bị hiểu lầm. Tâm không hề có ý định phát ngôn gây sốc, tạo tranh cãi, bên vượt một cuộc thi nào khác để truyền thông cho cuộc thi Tâm tham gia. Tâm đang rất nỗ lực để mọi người nhìn nhận Tâm qua thực lực thay vì drama. Với Tâm, vấn đề miệt thị ngoại hình trong tất cả các tình huống sẽ khiến nạn nhân bị tổn thương, dù lời nói đó được coi là đóng góp hay giải thích. Từng gặp trường hợp tương tự nên Tâm hiểu được sự sắc bén trong từng câu nói có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của mình thế nào. Tâm tin chắc một cô gái bản lĩnh như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân không xứng đáng nhận lời chê bai. Cô ấy xinh đẹp và cô ấy là niềm tự hào của Việt Nam. Nói về kế hoạch luyện tập để chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế, Trần Thanh Tâm cho biết cô vẫn đang trong quá trình rèn luyện thêm về kỹ năng catwalk, luyện thể hình, học tiếng Anh, cách trả lời phỏng vấn, ứng xử. Đồng thời, hot TikToker khẳng định sẽ trang bị sự quyết tâm, máu chiến, dùng hết nội tại của mình để mang vương miện về cho Việt Nam. Tâm đang học rất nhiều thứ, trau dồi những kỹ năng tốt nhất để mang ra quốc tế. Tâm nghĩ bản thân cần có phong độ vững vàng, sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng, Thanh Tâm khẳng định.